Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 9. Chương 081. Đứa nhỏ này quá khó, ta không thể dạy một. Không có ai sẽ vô duyên vô cớ tốt với đệ, cũng không có ai sẽ vô duyên vô cớ thù hận đệ. Cho dù là tri kỷ bạn tốt của đệ, hắn kết giao với đệ, cũng tất nhiên là đệ tồn tại với hắn mà nói tạo ra một tác dụng tích cực hướng về phía trước. Tương lai đệ vào triều làm quan, đại ca hy vọng đệ có thể làm năng thần mà không phải thanh quan. Hứa Thất An hướng tiểu lão đệ rót cho tư tưởng riêng của mình, từ từ nói, nhớ kỹ, ẩn giật. Muốn bồi dưỡng tiểu lão đệ trở thành đại phụng thủ phụ, đầu tiên phải cho hắn biến thành hình dạng của mình. Nếu không, bồi dưỡng ra một thủ phụ đạo khác nhau không thể cùng bàn, có ích lợi gì? Ánh mắt Hứa Tân Niên nhìn ra phương xa, cất cao giọng nói, ẩn giật. Nếu đệ tương lai bị lạc ở trong sương mù quyền lực thì sao? Đó là tạo hóa của chính đệ. Đương nhiên, nếu từ cựu thành gian thần gây họa làm loạn vượt giới hạn, đại ca sẽ thanh lý môn hộ. Hứa Thất An nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, được. Hứa Tân Niên tranh phong, ngày khác đại ca nếu thành võ phu làm hại một phương, ta cũng như thế. Sao ta cảm giác mình tự đào hố chôn? Hứa Thất An ho khan một tiếng, nhìn về phía Hứa Bình Chí, nhị thúc, thúc phải làm chứng cho bọn cháu. Cút! Hứa Bình Chí quay đầu mắng, mở mồm ngậm miệng gà nhà bôi mặt đá nhau, coi lão tử không tồn tại. Một đội xe chậm rãi dừng ở chân núi Thanh Vân, trong xe ngựa xa hoa, trưởng công chúa đạp thang nhỏ xuống dưới, ở giữa sĩ tốt vây quanh lên núi. Gió núi từ từ đến, thổi váy lụa cùng mái tóc của nàng, trưởng công chúa khí chất cao quý lạnh lùng hóng gió, nheo lại đôi mắt trong trẻo. Nàng ở trong đình trú mát chỗ sườn núi thấy một vị lão tiên sinh tóc hoa râm, lão tiên sinh ngồi ở trước bàn, đối diện lão là một đứa bé. Bên cạnh đứa bé là một thiếu nữ cúi đầu làm công việc thêu thùa may vá, dung mạo kinh diễm. Lão tiên sinh trầm giọng nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, tư thế cầm bút phải đoan chính. Đứa bé, biết rồi tiên sinh. Lão tiên sinh, vậy ngươi sửa lại đi. Đứa bé, sửa cái gì? Thôi, hôm nay không viết chữ, ngươi theo ta niệm Tam Tự Kinh đi. Lão tiên sinh thở dài một tiếng, tiếp theo đằng háng cổ họng, nhân chi sơ, tính bản thiện. Đứa bé, nhân chi sơ, tính cái gì? Tiên sinh, nhân chi sơ, tính bản thiện. Đứa bé, nhân, tính bản thiện. Tiên sinh, ngươi ở giữa rừng cái gì? Đứa bé, con quên rồi mà. Tiên sinh, một lần nữa, nhân chi sơ, tính bản thiện. Đứa bé, nhân chi sơ, tính cái gì? Tiên sinh phát điên. Ngoài đình, trưởng công chúa buồn cười, đôi mắt trong trẻo như gương băng nổi lên ý cười, trong phút chốc hoạt sắc sinh hương, mỹ nhân ngọc tươi sống. Lão tiên sinh nhận ra trưởng công chúa, lập tức đứng dậy, cung kính chắp tay, ra mắt trưởng công chúa. Trưởng công chúa tuyệt sắc khí chất cao quý, lạnh lùng khẽ gật đầu, thanh âm thanh thúy như khối băng va chạm, thư viện Vân Lộc có thêm đứa con nít từ bao giờ. Lão tiên sinh quay đầu ra hiệu hai tỷ muội tới chào, Hứa Linh Nguyệt sau khi đứng dậy hành một lễ. Hứa Linh Âm thì ngốc nghếch nhìn nữ tử bộ ngực bất phân thắng bại với mẫu thân, khí chất dung mạo càng hơn một bậc này. Lão tiên sinh lúng túng nói, con nít vô lễ, trưởng công chúa chớ trách. Lão cũng không phải quá lo lắng, trưởng công chúa tuy nói lạnh lùng cao quý, làm người ta không dám mạo phạm, nhưng nàng là người đọc sách, lòng dạ không thua nam nhi. Lão tiên sinh nói tiếp, hai vị là gia quyến học sinh thư viện, bởi trong nhà có việc, liền để nữ quyến ở tạm thư viện, tị nạn. Trưởng công chúa trí tuệ cao tuyệt lập tức phân tích ra nội hàm trong lời nói, đánh giá thiếu nữ dung mạo không tầm thường cùng đứa bé không quá thông minh, cười nhẹ một chút, vị học sinh nào. Nàng cũng coi như nửa học sinh thư viện, biết rõ quy củ thư viện, không có đại nho gật đầu đáp ứng, nữ quyến học sinh không có khả năng ở lại Thanh Vân Sơn. Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng, gia huynh Hứa Tân Niên. Nàng không nhắc Hứa Thất An là vì đại ca không phải học sinh thư viện. Hứa Tân Niên. Ánh mắt trưởng công chúa khẽ lóe lên, từng điều tra bối cảnh Hứa Thất An, nàng lập tức mang quan hệ huynh đệ giữa hai người nhớ lại. Làm chủ phía sau màn vụ án bạc thuế là Chu Thị Lang, mà đại khái 10 ngày trước, Hứa Thất An và công tử của Chu Thị Lang ở phố xá Sầm Uất xảy ra xung đột.
Trưởng công chúa nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp thanh lệ, giọng điệu nhẹ nhàng, chuyện khi nào? Sắp 10 ngày rồi, Hứa Linh Nguyệt nói. Hắn cùng với Thải Vi là quen biết, mà Thải Vi biết Chu Thị Lang liên quan vụ án bạc thuế, bởi vậy cũng biết, vị tiểu lại thường thường không có gì lạ đó cũng sẽ biết được việc này. Tự biết đắc tội Chu Thị Lang, mang nữ quyến trong nhà đưa tới thư viện thật ra cũng tính là kế sách ứng đối, chỉ là đưa cả nhà thoát khỏi kinh đô không phải tốt hơn sao. Mang nữ quyến đưa tới thư viện mà nam nhân trong nhà lại vẫn như cũ ở lại kinh thành, cho nên đây là tính mưu đồ cái gì? Liên tưởng đến sợi dây dẫn nổ Chu Thị Lang bãi quan xung quân, trưởng công chúa khẽ nheo đôi mắt đẹp, khẽ gật đầu, dẫn theo thị vệ tiếp tục lên núi. Nhã Các, trưởng công chúa đánh giá Triệu Thủ, cảm thấy hơi kinh ngạc, 10 ngày không gặp, khí sắc viện trưởng một trời một vực. Trước kia viện trưởng lôi thôi lếch thếch, mái tóc dài hoa râm rủ xuống, trong ánh mắt chồng chất sự âm u. Mà nay, hai mắt lão trong trẻo có thần, khí phách ngưng mà không lộ, thần thái sáng láng. Triệu Thủ chưa trả lời thẳng, cười vang nói, thánh nhân nói, học không có lớn bé, chỉ tính người đạt tới trước. Học không có lớn bé, chỉ tính người đạt tới trước. Ý tứ của hắn là, có người có thể làm thầy lão, mà tuổi lại không lớn. Có phải có liên quan với ngày đó Điện Á Thánh thanh khí ngút trời hay không? Nàng cảm thấy rất hứng thú, tràn đầy tò mò đối với biến cố Á Thánh học cung, bởi vì cái này đề cập Nho gia tranh chấp đạo thống, đề cập bố cục triều đình tương lai. Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Á Thánh học cung bị phong cấm, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào, đả canh nhân đối với điều này cũng bó tay không có cách. Trưởng công chúa thu liễm suy nghĩ phát tán, nhìn rừng trúc màu xanh đậm ngoài cửa sổ, thở dài, viện trưởng có biết chuyện Chu Thị Lang bị bãi quan xung quân không? Đối với quan trường đại phụng mà nói, đây chỉ là bước đầu tiên tranh đấu phe phái mở màn. Triệu Thủ cười lắc đầu, không muốn nói chuyện nhiều, phất tay đưa tới bàn cờ, nói Lý Mộ Bạch từ khi thua Ngụy Uyên 3 lần, liền không bao giờ chơi cờ nữa, người trong thư viện có thể đánh cờ với lão phu không nhiều. Trưởng công chúa hôm nay đã đến, thì chơi với lão phu một ván. Trưởng công chúa bất đắc dĩ nói, chơi cờ với bản cung, viện trưởng cần gì tự rước lấy nhục. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 082, đứa nhỏ này quá khó, ta không thể dạy hai. Bên kia, trong lầu các xây sát vách núi, ba vị đại nho vừa luận đạo kết thúc, thư đồng đưa tới một phong thư, nói là trưởng công chúa bái phỏng thư viện, làm cho người ta đưa qua. Trưởng công chúa ở trên thư tay nói, gần đây kinh thành xuất hiện một tác phẩm xuất sắc, người đọc sách kinh thành nói chuyện say sưa. Quốc tử giám Tôn Sùng là đứng đầu thơ từ trăm năm nay, đè ép mạnh mẽ thơ tiễn biệt của thư viện Vân Lộc. Hơn nữa, so sánh với thơ tiễn, bài thơ từ đứng đầu trăm năm qua này ra từ giáo phường ti, tài tử giai nhân, chuyện xưa càng thú vị, càng truyền lưu rộng rãi. Cuối cùng, trưởng công chúa kèm theo bài thơ cực hot ở trong ngắn ngủn mấy ngày trong người đọc sách kinh thành. Lão phu bế quan mấy ngày, kinh thành đã xuất hiện một tác phẩm xuất sắc kinh thế. Trương Thận nheo mắt thưởng thức bài thơ. Kèm theo, ảnh mai tiểu các tặng phú hương chúng phương diêu lạc độc huyên nghiên, chiêm tẫn phong tình hướng tiểu viên. Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Trương Thận tựa như một bức tượng điêu khắc, lặng im thật lâu, hắn nhẹ nhàng buông giấy trong tay, nhìn về phía Lý Mộ Bạch cùng Trần Thái uống trà nói chuyện phiếm. Thuần Tĩnh, Ấu Bình, các ngươi xem cái này, Trương Thận nói. Hắn đột nhiên biểu hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, khiến hai vị đại nho ngẩn người. Lý Mộ Bạch tiếp nhận trang giấy, nhanh chóng nhìn lướt qua, tiếp đó ánh mắt trầm ngưng, rút đi tư thái thoải mái. Ta xem chút. Trần Thái thấy hai người vẻ mặt như vậy, đưa tay rút lấy trang giấy, sau khi xem xong một lần, lại cẩn thận thưởng thức thật lâu. Trần Đại Nho thở dài một tiếng thật dài, sơ ảnh, ám hương, hai câu mang phong tư tuyệt luân của Mai viết hết, quả nhiên là tâm tư linh lung. Lý Mộ Bạch sau đó bình luận, bài Thiên Hạ Thùy Nhân Bất Thức Quân kia của Ninh Yến, tất nhiên khiến người ta sinh ra hào khí, nhưng luận ý cảnh sâu xa, dùng từ đẹp, thần vận lỗi lạc. Quả thực chênh lệch khá xa. Trương Thận vuốt râu mà than thở, bài thơ này vừa ra, chính là Vịnh Mai có 102 không thể vượt qua. Dương Lăng này là ai,
có tài hoa này, nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy. Trần Thái một lần nữa xem hết chữ viết, nói tựa như là một vị tú tài huyện trường nhạc, ở trong giáo phường ti, viết thơ này tặng cho Hoa Khôi Phủ Hương. Nói tới đây, phòng trà an tĩnh lại, ba vị đại nho ai cũng chưa mở miệng nói chuyện. Một mùi ghen tuông lên men, tràn ngập ở trong không khí. Trương Thận trầm ngâm hồi lâu, nói, ta cảm thấy nên lập tức thông báo viện trưởng mang vị tú tài này mời vào thư viện. Nhân tài như vậy, tuyệt đối không thể mai một. Trần Thái cùng Lý Mộ Bạch vui vẻ đồng ý, có lý. Lần này tới đón Thẩm Thẩm cùng các muội muội, Hứa Từ Cựu cùng Hứa Ninh Yến làm đệ tử, đầu tiên là đi bái phỏng lão sư. À, vị đại nho vừa mới giảng bài xong, biết đệ tử coi trọng bái phỏng, dứt khoát tụ tập ở trong phòng uống trà. Trương Thận đầu tiên liếc đệ tử khí chất có sự biến hóa, hài lòng nói, Từ Cựu, xem ra sao chép trích lời thánh nhân ích lợi rất sâu đối với người. Hứa Từ Cựu xấu hổ một trận, gật gật đầu. Lý Mộ Bạch kinh ngạc nói, sao chép trích lời thánh nhân có trợ giúp bước vào tu thân cảnh. Lão Phu sao chưa phát hiện, Hứa Nhị Lang há miệng, cuối cùng lựa chọn im lặng. Hắn quả thật đã chạm đến bậc cửa tu thân cảnh, nhưng đó là ở sau khi nhìn thấy bốn câu đại ca viết ở trên tấm bia đá. Đây là một quá trình âm thầm ảnh hưởng, nhưng chuyện này không tiện nói ra trước mặt mọi người, cho dù mọi người biết rõ trong lòng đối với xuất xứ bốn câu nói đó. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Trần Thái nhìn quét Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận, cười ha ha nói, hai người các ngươi ở Kinh Thành, biết Kinh Thành gần đây có tác phẩm xuất sắc tuyệt thế hay không? Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Ninh Yến, tuy có tài thơ, nhưng cũng đừng kiêu ngạo, cần biết người đọc sách trong thiên hạ tàng long ngọa hổ. Lão thất phu này chính là ghen tị chúng ta thu đệ tử tốt. Nhưng lời lão thành bực này cũng không cách nào phản bác. Trương Thận đành phải nói, thơ này quả thực kinh tài tuyệt diễm, Ninh Yến không nên so đo với nó, Vịnh Mai Thiên Cổ có 102, so đấu cũng vô dụng. Lý Mộ Bạch gật gật đầu, tuy nói người đọc sách bây giờ thiếu chút linh khí, nhưng chung quy là có cái ví dụ, Dương Lăng kia chưa chắc còn có thể làm ra bài thứ hai nữa. Mà lấy thơ của Ninh Yến, tương lai có bài thứ ba, bài thứ tư cũng là vô cùng có khả năng. Hứa Tân Niên nhìn Đường Ca một cái, nói, bài thơ này cũng là đại ca của ta làm. Phốc, nghe được lời này, Trần Thái đang uống trà trực tiếp phun ra. Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận đồng loạt cứng đờ. Bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Hứa Thất An. Người làm thơ không phải Dương Lăng. Tiểu lão đệ là ngứa ra à, bán ta bán dứt khoát lưu loát như thế. Hứa Thất An kiên trì, là ta dùng tên giả. Thật sao? Thật sao? Hai người vẫn không tin, hỏi, ngươi đi giáo phường ti làm cái gì? Hứa Thất An ngồi thẳng người, nói, thiếu niên đam mê cái đẹp. Trong phòng bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh, ba vị đại nho cảm giác tức ngực tụ máu, muốn phun lại không phun ra được. Vài giây sau, Trương Thận đứng dậy, chỉ cái mũi Hứa Thất An, ngươi, ngươi. Hắn ở trong phòng xoay vòng vòng, nôn nóng không chịu nổi, thiên cổ tuyệt sướng, ngươi dùng ở trên người một nữ tử phong trần. Cô ta xứng sao? Cô ta xứng sao? Đúng đúng đúng, dùng ở trên người thân thì tốt rồi. Hứa Thất An oán thầm, mặt ngoài làm ra tư thái nghe lão sư răn dạy. Lý Mộ Bạch cảm xúc kích động tương tự, Vịnh Mai thì Vịnh Mai, ảnh mai tiểu các tặng phù hương, quả thực thấp kém, tục khó dằn nổi. Trà đạp một bài thơ hay, nếu có thể đổi thành thư viện Vân Lộc tặng Mộ Bạch tiên sinh ngài hẳn là có thể cười ra tiếng heo kêu nhỉ. Hứa Thất An lải nhải trong lòng, hai câu thơ thành danh vạn cổ. Dùng ở trên người một nữ tử phong trần, quả thật lãng phí. Nhưng sự tình không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, nếu không có bài thơ này tranh thủ phù hương Hoa Khôi yêu ái, hắn làm sao lừa ra tin tức hữu dụng? Làm sao hãm hại Chu Lập? Không hãm hại Chu Lập, nhỡ đâu Chu Thị Lang chống đỡ qua được, nhỡ đâu đối thủ không đánh ngã hắn thì sao? Nghênh đón Hứa ra sẽ là kết cục gì? Thơ từ vốn chính là chép, không đau lòng. Với lại, không thể giải quyết phiền toái trước mắt, trong bụng chữ hàng nhiều nữa có tác dụng gì. Thơ từ tốt nữa, có thể đổi thành lợi ích thiết thực, nó mới là hữu dụng. Trần Thái thở dài ở đáy lòng một tiếng, đối với Dương Lăng là Hứa Thất An dùng tên giả, lúc ban đầu là kinh ngạc không tin, nhưng cẩn thận nghĩ, lại cảm thấy hợp lý. Tài thơ bực này,
Sao có khả năng nói xuất hiện liền xuất hiện? Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 083, Đả Canh Nhân tới cửa. Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận có thể thu hắn làm đệ tử, ta cũng có thể. Đã có hai lão sư, vậy vì sao không thể có ba? Trần Đại Nho âm thầm quyết định, về sau tìm cơ hội mang vị tài thơ này thu vào môn hạ. Trải qua một phen ngôn ngữ oanh tạc, Hứa Thất An ngoan ngoãn nhận sai, cũng đồng ý tương lai có thơ từ tốt, nhất định để cho hai vị lão sư sửa chữa trau chuốt trước. Lý Mộ Bạch và Trương Thận mới miễn cưỡng nguôi giận. Hai vị đại nho trừ hối hận với việc bước qua đời nhau với bài thơ tốt truyền lại đời sau, là thật sự cảm thấy Hứa Thất An mang bài thơ này dùng ở trên người một hoa khôi giáo phường ti, lãng phí. Phí phạm của trời, Hứa Tân Niên coi như có chút lương tâm, kịp thời đi ra hòa giải, nói sang chuyện khác, ấu muội ở thư viện vỡ lòng nhiều ngày, không biết có hiệu quả hay không. Ba vị đại nho nhìn nhau, Trần Thái nhịn không được cười ra tiếng, muội muội đó của ngươi, quả nhiên là tâm trí kiên định, không thể phá vỡ. Trương Thận bất đắc dĩ nói, trong 10 ngày, tiên sinh dạy nó đã đổi 4 người. Lý Mộ Bạch bổ sung, cũng thể đời này không vỡ lòng cho con nít nữa. Hứa Từ Cựu, Hứa Ninh Yến, tiểu viện, người một nhà cách xa lâu ngày gặp lại. Thẩm Thẩm vui mừng nghênh đón trượng phu cùng con trai bảo bối, nhị thúc cũng vui mừng ôm lấy con gái út cùng thê tử. Hứa Linh Âm thấy phụ thân, đau lòng, ôm chân hắn kêu ngao 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 một trận. Hứa nhị thúc thương tiếc, cảm thấy con gái ở thư viện vỡ lòng, chịu khổ, tiên sinh của thư viện nhất định phi thường nghiêm khắc. Hứa Linh Nguyệt mặc áo lụa màu tràm đứng ở một bên, cô gái mặt trái xoan thon gầy mang theo nụ cười mỉm, nhìn một màn này. Nàng lớn, tuổi, không thể giống tiểu đậu đinh không cố kỵ gì lao đến trong lòng phụ thân, cũng không phải trưởng tử, không được cha mẹ yêu thích như đại ca. Đứa nhỏ kẹt ở giữa, xưa nay là tương đối xấu hổ. 10 ngày không gặp, muội muội hao gầy đi rất nhiều. Hứa Thất An đi qua, nắm bàn tay mềm mại của muội muội, cẩn thận đánh giá. Vòng eo nhỏ thắt đai lưng vừa vặn một vòng tay, chỗ bộ ngực bắt đầu phồng lên, dáng người nụ hoa chờ nở của thiếu nữ đặc biệt mê người. Mặt trái xoan mắt to, nhìn xa nhìn gần đều không tì vết nào, khiếm khuyết một chút mềm mại đáng yêu của nữ nhân, nhưng có thanh lệ cùng linh động của thiếu nữ thuần khiết. Hứa Linh Nguyệt theo bản năng rút tay, lại nhịn xuống, nhiệt độ bàn tay đại ca khiến trên mặt nàng đỏ ửng lên, sóng mắt nhộn nhạo, nhẹ nhàng hô một tiếng, đại ca. Trên đường về nhà, Hứa Linh Nguyệt phá lệ đề xuất muốn cưỡi ngựa, nhưng bởi vì không biết cưỡi ngựa, sau khi trải qua phụ thân đồng ý, cưỡi chung một con ngựa với Hứa Thất An. Ánh mặt trời ấm áp, gió thổi ở trên mặt có chút lạnh, mùa đông cưỡi ngựa, có thể so với mùa đông khắc nghiệt lái xe máy, còn không đội mũ. Hứa Linh Nguyệt dù sao cũng là nữ tử, dựa sát ở trong lòng Hứa Thất An, đôi mắt lấp lánh nhìn phong cảnh xung quanh, cảm thấy cảm giác an toàn chưa bao giờ có ập tới. Trong lòng Hứa Tân Niên cũng có một muội muội. Nhị ca, ngựa sóc muội muốn ói, vậy về trong xe ngựa. Muội không cần, muội muốn cưỡi trên cổ huynh. Hứa Nhị Lang bị tiểu đậu đinh làm phiền chau mày. Thẩm Thẩm trong xe ngựa vén rèm lên, thò ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Lão gia, trong khoảng thời gian này ta không ở trong phủ, có đi ra ngoài lêu lổng hay không? Hứa Tân Niên cùng Hứa Thất An chăm miệng một lời, không có. Thẩm Thẩm đánh giá hai người vài lần, cũng không phải hỏi các ngươi, lắm miệng. Ba ngày sau, ngày nghỉ. Sáng sớm, Hứa Thất An nghịch gương ngọc thạch nhỏ, mặt gương lộ ra hư ảnh nỏ quân đội, gương, đồng, phác đao, tựa như một bức tranh bút pháp mơ hồ. Tấm gương này tạm thời bị hắn coi là túi chữ vật để dùng. Thứ thượng vàng hạ cám bỏ hết vào, tới nhà chính, ăn bữa sáng. Trên bàn cơm, Hứa Linh Nguyệt mang theo vẻ mặt chờ mong, nói, đại ca hôm nay nghỉ, cùng muội ra ngoài đi dạo đi. Hứa Nhị Thúc nhớ tới sự kiện Chu Lập phóng ngựa đoạn thời gian trước, cau mày nói, ta hôm nay cũng nghỉ, Linh Nguyệt, cha đi ra ngoài cùng con. Hứa Linh Nguyệt trầm ngâm một chút, lắc đầu, thôi, bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút váng. Hứa Nhị Thúc, buổi sáng câu lan nghe khúc, giữa trưa về nhà ngủ trưa, chờ buổi tối đi chợ đen một chuyến, ta phải nắm chặt đột phá đến luyện khí cảnh. Hứa Thất An thần du vật ngoại. Lúc này,
Lão Trương gác cổng vội vàng tới báo, đứng ở trước sảnh, lão gia, ngoài cửa có hai vị sai gia tới. Sai gia? Hứa Bình Chí húp ngụm cháo hoa, không chút để ý hỏi, sai gia ở đâu ra? Hứa Nhị Lang nói, đại ca, là đồng nghiệp của huynh. Hứa Thất An không quá để ý, hẳn là không phải. Lão Trương gác cổng nói, tiểu nhân không biết, nhưng bọn họ mặc đồ đen, ngực buộc chiêng đồng kỳ quái. Ba người đàn ông Hứa ra run tay, im lặng nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra ngưng trọng. Đà canh nhân, mau đón vào. Hứa Bình Chí vội vàng đứng dậy, đi về phía sảnh trước. Hứa Thất An và Hứa Tân Niên theo ở sau người, ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, tự hỏi mục đích đà canh nhân tới nhà. Ở Vương Triều Đại Phụng, ba chữ đà canh nhân không phải là ngụ ý gì tốt, nó thường thường móc nối với hỏi tội, bỏ tù, xét nhà. Những nhãn dán máu chảy đầm đìa, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, lấy đẳng cấp Hứa Nhị Thúc, đà canh nhân hẳn là xem thường. Rất nhanh, ba người ở sảnh trước gặp được đà canh nhân tới chơi. Hai người mặc đồng phục đen, phía sau áo choàng ngắn, ngực buộc một tấm chiêng đồng khắc đầy chú văn phức tạp. Hai vị đà canh nhân tuổi tác đều không lớn, thanh niên. Một, người bên trái sắc mặt nghiêm túc. Một người bên phải vừa vặn trái ngược, trên mặt treo nụ cười, mắt nheo thành một khe hở. Thanh niên cười lên nheo mắt, ánh mắt quét qua ba người đàn ông của Hứa gia, cười nói, người nào là Hứa Thất An? Hứa Thất An bước lên một bước, là ta. Thanh niên nheo mắt khẽ gật đầu, theo chúng ta đi một chuyến. Lông mày Hứa Bình Chí giật giật, che ngang người ở trước mặt Hứa Thất An, ôm quyền, trầm giọng nói, hai vị đại nhân, cháu ta phạm vào tội gì? Thanh niên sắc mặt nghiêm túc nhíu nhíu mày. Một vị khác cười tủm tỉm nói, ban ngày không làm chuyện đuối lý, buổi tối không sợ đả canh nhân. Lấy phong cách làm việc của đả canh nhân, nếu chống lại lệnh bắt, có thể rút đao chém người ngay tại chỗ không? Hứa Thất An một tay đặt ở bả vai Nhị Thúc, nhìn về phía hai vị đà canh nhân, được, ta đi theo các người. Hắn theo đà canh nhân rời khỏi Hứa phủ, có một chiếc xe ngựa đỗ ở cửa, đà canh nhân sắc mặt nghiêm túc chỉ thùng xe, ra hiệu Hứa Thất An đi vào. Vị thanh niên luôn cười tủm tỉm kia tháo xuống chiêng đồng ở ngực, dùng sức gõ, ở trong thanh âm vang dội, cất cao giọng, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 084, bằng chứng như núi một. Nha môn của Đả Canh Nhân ở nội thành, cách Hứa phủ rất xa, đi bộ cần mấy canh giờ. Cho nên an bài xe ngựa cho Hứa Thất An không phải vì hắn có đãi ngộ gì đặc thù, chỉ là vì tiết kiệm thời gian. Đả Canh Nhân nghiêm túc đánh xe, trong thùng xe, Hứa Thất An cùng vị thanh niên nụ cười ấm áp kia mặt đối mặt mà ngồi. Đà canh nhân tìm ta làm cái gì? Vì vụ án Chu Lập. Không có khả năng, ta không cam đoan phạm tội hoàn mỹ, nhưng có thể cam đoan Vương Triều Đại Phụng không có phương tiện theo dõi, không có khả năng tra ra là ta bắt cóc Nhị tiểu thư Trương gia. Cho dù có dấu, vết để lại, cũng sẽ không nhanh như vậy đã khóa mục tiêu ta. Hứa Thất An sờ tay vào trong ngực, gõ nhẹ mặt trái gương ngọc thạch, đổ ra một tấm ngân phiếu, rút ra nhìn thoáng qua, mặt trán 10 lượng, hắn nhẹ nhàng thở ra. Thành khẩn đưa ngân phiếu lên, nói, tiểu nhân là lương dân tuân theo pháp luật, ngưỡng mộ đại nhân vì nước vì dân, vất vả, dâng 10 lượng bạc, mời đại nhân uống trà. Đại nhân nếu có thể nói cho tiểu nhân đã xảy ra cái gì, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Vị đà canh nhân này ánh mắt dừng ở trên ngân phiếu, vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại nheo mắt cười. Đà canh nhân quy củ nghiêm ngặt, nhận hối lộ vượt qua 10 lượng, phạt 50 roi, vượt qua 50 lượng, lưu đày. Vượt qua 100 lượng, chém đầu. Ta hiển nhiên không cần thiết vì 10 lượng bạc ăn đòn. Hứa Thất An lộ ra nụ cười ngượng ngùng, đang muốn thu hồi bạc, lại nghe thanh niên nheo mắt từ từ nói, ngươi muốn từ chỗ ta lừa lấy tin tức. Phải thêm tiền. Hứa Thất An không mang theo khói lửa đưa 30 lượng. Thanh niên nở nụ cười, mắt nheo thành một khe hở. Hắn mang hai tờ ngân phiếu thu vào trong lòng, một tấm khác đưa ra khỏi mảnh. Thu 30 lượng, người ta đều 10 lượng, còn lại 10 lượng, đêm nay đi giáo phường ti chầu chay. Vừa lúc một người 5 lượng, thanh niên nghiêm túc tiếp nhận ngân phiếu, trầm thấp ửng một tiếng. Người trẻ tuổi nheo nheo mắt bắt chéo chân, cười nói với Hứa Thất An, quy củ tuy rất quan trọng,
nhưng khi mọi người đều ăn ý không nhìn quy củ, ngươi quá tích cực, ngược lại sẽ bị xa lánh. Hắn không giấu vết đánh giá Hứa Thất An, thấy hắn thân thể căng thẳng, nụ cười miễn cưỡng, trấn an nói, ta chỉ là phụng mệnh mang ngươi trở về hỏi, tin tức cụ thể không quá rõ. Nhưng, cầm tiền người ta giúp người giải nạn, đến nha môn, ngươi nhớ kỹ một câu, thứ nên nói đừng giấu giếm, thứ không nên nói, đánh chết đừng nói. Con mẹ nó, đạo lý này chẳng lẽ bản thân ta không biết, căn bản không đáng giá. 30 lượng bạc, cướp chó, ngươi thế này cùng đã mời ban ngành có liên quan xử lý loại lý do không thành ý này có gì khác nhau. Hứa Thất An rất muốn một cái tát đập chết nam nhân mắt hí này, nhưng hắn không dám. Xe ngựa lái qua từng phố xá sầm uất, từng con phố dài, ở đầu giờ tị đến nha môn đả canh nhân. Hứa Thất An nhảy xuống xe ngựa, ở dưới hai vị đả canh nhân áp giải tiến vào tòa nha môn uy danh hiển hách này. Nơi làm việc của nó do hai ngôi nhà ba sân thay đổi mà thành, lầu các sừng sững, đả canh nhân mặc đồ đen buộc chiêng đồng ra ra vào vào, bọn họ vẻ mặt ác liệt, khí thế nghiêm nghị. Không biết ta sẽ bị đưa vào nhà tù đả canh nhân hay không, nơi đó là chỗ ăn tươi nuốt sống. Trước yên lặng xem biến hóa, ta là lương dân, ta lại không phạm pháp. Hứa Thất An hít sâu một hơi, bình phục tâm tình thấp thỏm. Không bao lâu, hắn bị dẫn vào một tiểu viện. Ở cửa sân có hai vị đả canh nhân đứng, hai bên giao tiếp, nam nhân nheo mắt đứng ở cửa sân, cười nói, vào đi, tự cầu nhiều phúc. Nói xong, cùng đồng bạn khuôn mặt nghiêm túc rời khỏi. Hứa Thất An bị dẫn theo vào, hai gã đả canh nhân đẩy ra cửa phòng, giọng điệu lạnh lùng, đi vào. Đây là một gian phòng tra tấn, ở góc bày ra đủ loại dụng cụ hành hình, ở giữa là một cái bàn dài trống rỗng. Chủ quan thẩm vấn chưa tới, Hứa Thất An không dám ngồi ghế dựa, đứng ở trong phòng, tự hỏi đả canh nhân vì sao sẽ tìm mình. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, tiếng bước chân truyền đến, có người vào sân. Cửa phòng đẩy ra, hai người trung niên ngực thêu chiêng bạc đi đến. Cơ bắp trong nháy mắt căng lên, Hứa Thất An nhanh chóng nhìn quét hai vị chiêng bạc, kinh ngạc phát hiện một vị trong đó thế mà còn là người quen cũ. Mũi hắn cao thẳng, ngũ quan khắc sâu, màu sắc con người hơi nhạt, có một nửa huyết thống nam man. Chính là vị chiêng bạc kia lúc trước vụ án bạc thuế, ở sảnh sau, của phủ nha nhìn thấy, lại gặp mặt rồi. Lý Ngọc Xuân gật đầu, trong ánh mắt không có chút thân thiện. Hai vị chiêng bạc ngồi ở sau bàn, thần thái nghiêm túc, ánh mắt sắc bén đánh giá Hứa Thất An. Ta hỏi ngươi đáp, nếu là nói dối, đại hình hầu hạ. Vị chiêng bạc xa lạ kia trầm giọng nói, vâng. Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, hai vị này hoàn toàn là ánh mắt nhìn phạm nhân. Lý Ngọc Xuân nhíu nhíu mày, trước khi trả lời vấn đề, sửa sang lại áo mũ trước, đây là lễ nghi cơ bản nhất. Hứa Thất An mới phát hiện vạt áo mình xõa quá mức, không đủ đối xứng. Là trên xe ngựa vụng trộm móc ngân phiếu tạo thành. Chờ hắn cài chặt vạt áo, vẻ mặt Lý Ngọc Xuân khẽ buông lỏng, như là gỡ bỏ được một tâm sự. Vị chiêng bạc lạ mặt kia hỏi, ngươi có biết làm chủ phía sau màn vụ án bạc thuế là Chu Thị Lang ngày trước không? Hứa Thất An trả lời theo sự thật, từng nghe Thải Vi cô nương của Ti Thiên Giám nói tới. Vậy ngươi biết Chu Lập đối phó ngươi cũng là xuất phát từ trả thù, từng nghĩ tới. Hứa Thất An nhớ kỹ thanh niên nheo mắt nói trước, nên nói tuyệt không giấu giếm. Ngày đó đám áo trắng Ti Thiên Giám nhảy vào hình bộ cứu hắn, mọi người nhìn vào, không thể phủ nhận. Không bằng hào sảng thừa nhận, tỏ ra cởi mở trung thực. Ngươi biết Chu Lập muốn dồn ngươi vào chỗ chết không? Biết. Cho nên, vì không bị Chu gia trả thù, ngươi bắt cóc thứ nữ của Uy Vũ Hầu, giá họa cho Chu Lập. Vị chiêng bạc xa lạ kia, ánh mắt chợt lóe hào quang sắc bén. Quả nhiên là vì chuyện này. Hứa Thất An không chút hoảng hốt, thậm chí biểu hiện ra mờ mịt nhất định, cùng kinh hoàng bị oan uổng, lời đại nhân nói, tiểu nhân nghe không hiểu. Ngày ấy thư nữ Uy Vũ Hầu bị bắt cóc, ngươi không trực ở nha môn huyện Trường Nhạc, đã đi đâu? Tiểu nhân đi câu lan nghe khúc, tiểu nhân quả thực không làm tròn trách nhiệm, thường xuyên chuồn đi câu lan nghe khúc. Một điểm này, đám tiểu lại như vương bộ đầu có thể làm chứng cho hắn, bởi vì mọi người đều là mò cá như vậy. Huống chi, khoái thủ huyện Trường Nhạc ta hết giờ làm đi câu lan, có gì can hệ với đả canh nhân các ngươi? Vậy ngươi giải thích chuyện bằng thư như thế nào? Trong ghi chép phát bằng thư của nha môn,
nhiều lần biểu hiện ngươi đi nội thành. Lý Ngọc Xuân trầm giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 085, bằng chứng như núi 2. Tiểu nhân oan uổng, Hứa Thất An mở to mắt, kích động biện hộ cho bản thân, tiểu nhân chưa bao giờ đi nội thành, chưa bao giờ lấy bằng thư ở nha môn. Bọn họ đang gài ta vào nội thành đều là nhờ người ta xử lý bằng thư, hành động rất bí mật. Mà người ủy thác là Dương Lăng, có gì quan hệ với Hứa Thất An ta? Hai vị chiêng bạc thẩm vấn một lát, chưa từ trong lời nói của Hứa Thất An bắt được bất cứ dấu vết để lại nào. Bọn họ nhìn nhau, tựa như có chút kinh ngạc. Luận kỹ xảo thẩm vấn, ta cũng là chuyên nghiệp. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt liếc qua dụng cụ hành hình, trong lòng lại căng thẳng. Lý Ngọc Xuân thở dài, không sai, nếu không phải chúng ta sớm nắm giữ chứng cớ, bằng vào đối thoại vừa rồi, nói không chừng đã tin tưởng ngươi. Lại là đang cài ta, giọng điệu còn như rất có nắm chắc. Hứa Thất An mặt không biểu cảm. Làm nhân viên chuyên nghiệp tốt nghiệp trường cảnh sát, từng làm việc ở sở cảnh sát vài năm, Hứa Thất An có lòng tin ứng đối các loại thẩm vấn. Trừ phi đối phương vu oan giá họa, đó là một câu chuyện khác. Chu Thị Lang đã rớt đài, dưới tình huống chưa có chứng cớ, hắn tin tưởng Đả Canh Nhân sẽ không làm khó quá phận. Vị chiêng bạc lạ mặt kia từ trong túi lấy ra sổ tay, mở ra, nhìn Hứa Thất An một cái, nhìn quyển sổ đọc, mùng 1 tháng 10. Ngày Nhâm Tuất, Hứa Thất An từ thư viện Vân Lộc quay về, ở Bảo Khí Hiên mua hai cây kim bộ diêu, trên đường bị người theo dõi, nghi là người Chu Phủ. Đêm đó, ta dọa lui thích khách Chu Phủ. Ngày 2 tháng 10, ngày Quý Hợi, rời nữ quyến tới thư viện Vân Lộc tránh họa. Ngày 5 tháng 10, ngày Bính Dần, vào nội thành, vào giáo phường Tì. Ngủ lại ảnh Mai Tiểu Các một đêm, tặng phù hương nghi là Hứa Thất An làm. Ngày 7 tháng 10, ngày Mậu Thìn, cưỡi xe ngựa và chạm thứ nữ Uy Vũ Hầu, lấy thủ đoạn chưa biết cướp đi thứ nữ Uy Vũ Hầu. Chiêng bạc lạ mặt khép lại sổ tay, trào phúng nhìn Hứa Thất An, bật cười một tiếng. Thân thể Hứa Thất An phát lạnh từng tấc một, như là trong mùa đông khắc nghiệt thiếu quần áo quấn người, chậm rãi dùng mình. Đả Canh Nhân đang theo dõi ta, ở ngày đó ta đi thư viện đã theo dõi ta. Toàn bộ mưu tính những ngày qua đều bị Đả Canh Nhân thấy. Xong rồi. Vì sao Đả Canh Nhân sẽ theo dõi ta? Ta chỉ là khoái thủ nho nhỏ, cái này không hợp lý. Hứa Thất An ở trong lòng phẫn nộ rít gào. Hắn cảm giác được tuyệt vọng như vực sâu. Mưu hại hộ bộ thị lang, bắt cóc con gái hầu tước, hai tội cộng lại, cũng đủ lục soát chém đầu cả nhà. Đại nho thư viện Vân Lộc không cứu được hắn, áo trắng của Ti Thiên Giám không cứu được hắn, không ai có thể cứu hắn. Ta thu thập tay chân rất sạch sẽ, chưa lưu lại bất cứ chứng cứ nào có thể định tội, nhưng Đả Canh Nhân theo dõi ta toàn bộ hành trình thấy mưu tính của ta. Người tính không bằng trời tính. Cái trán Hứa Thất An toát ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, ở trong cái nhìn chăm chú trêu tức âm lạnh của hai vị ngân la, chậm rãi vượt qua gò má, nhỏ xuống đất. Đợi chút, hắn bỗng chú ý tới một chi tiết không hợp lý, Đả Canh Nhân đã thấy cả quá trình, vì sao không vạch trần hắn? Chỉ cần nộp quyển sổ lên, Chu Lập có thể thoát tội, mà dao mổ vung về phía Hứa gia ở chậm tới một tháng rưỡi sau hạ xuống lần nữa. Vì sao phải chờ tới sau khi Chu Thị Lang rớt đài, mới mời hắn tới uống? Chà! Hứa Thất An phun ra một ngụm khí đục, liên quan các loại cảm xúc tiêu cực cùng nhau phun ra, biết vâng lời, tiểu nhân nhận tội, tất cả đều là tiểu nhân làm. Hai vị đại nhân xử trí như thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vị ngân la khuôn mặt nghiêm túc kia nhíu mày, cùng Lý Ngọc Xuân liếc nhau, hai người lộ ra nụ cười. Rất thông minh, phi thường sâu sắc. Lý Ngọc Xuân cười nói, vừa rồi là vì thử ngươi, nếu ngươi ở trong thẩm vấn lộ ra sơ hở, hoặc là ở trước mặt bằng chứng bị đánh sập tâm trí, như vậy nghênh đón ngươi là chế tài thật sự. Dừng một chút, hắn thu liễm sắc mặt nghiêm túc, nụ cười càng thêm thoải mái, mà bây giờ, nghênh đón ngươi là lời mời của Đả Canh Nhân. Lời mời của Đả Canh Nhân, mời ta, Hứa Thất An nhất thời khó có thể tin, hắn bảo trì lặng lẽ, chưa vội vã mở miệng. Ngươi là một nhân tài, lúc ấy ở sảnh sau phủ nha, ta đã xác nhận. Chỉ là Đả Canh Nhân có quy củ, luyện khí cảnh là giới hạn.
Lý Ngọc Xuân thay đổi cái tư thế ngồi rất tùy ý, không giống vừa rồi khí thế ép người như vậy, nói, làm người thủ hộ đại phụng, người bảo vệ bệ hạ, yêu cầu cao một chút là bình thường. Nhưng ngươi đã dùng bản lãnh của mình chứng minh ngươi, cho dù là luyện tinh cảnh, đà canh nhân cũng nguyện ý mời chào ngươi. Là vì thủ đoạn của ta đủ bẩn, tâm tư đủ kín đáo, cho nên đặc biệt trúng tuyển. Đúng, Ngân La một nửa nam man huyết thống này, ở lúc phá giải vụ án bạc thuế đã thể hiện rất thưởng thức ta. Vị Ngân La sắc mặt nghiêm túc kia bổ sung nói, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là trưởng công chúa đề cử ngươi. Trưởng công chúa, Hứa Thất An lại kinh ngạc. Trưởng công chúa là vị nào, nàng vì sao muốn đề cử, ta căn bản không quen cô ta nha. Ta đúng là trong thư viện Vân Lộc từng nghe nói về nàng. Nhưng, chúng ta chưa bao giờ gặp, nàng vì sao hướng đả canh nhân đề cử ta? Hứa Thất An đầy mình hoang mang. Cũng khó hiểu, hai vị Ngân La tựa như không tính giải thích nghi hoặc cho hắn. Cũng có thể chính bọn họ cũng không rõ. Trừ những điều này, nguyên nhân hai vị đại nhân không tố cáo ta là. Lý Ngọc Xuân cười nói, ngươi hẳn là biết chức trách của đả canh nhân, giám sát bách quan. Chu Thị Lang tham ô lương thực tiền bạc quốc khố cùng đả canh nhân không phải cùng một trận doanh, thậm chí Chu Thị Lang rớt đài cũng có tổ chức đả canh nhân đang trợ giúp. Hứa Thất An giật mình, Chu Thị Lang sớm hay muộn phải xong, chúng ta đã bắt đầu bắt tay vào làm đối phó hắn, chỉ là mưu kế nho nhỏ của ngươi đã giúp chúng ta đẩy nhanh tiến độ. Vị Ngân La sắc mặt nghiêm túc kia nói, Lý Ngọc Xuân nhìn hắn một cái, nói, Tôn đại nhân, dựa theo lúc trước ước định, người này ta nhận, xin cho chúng ta một chút không gian nói chuyện với nhau. Ngân La họ Tôn không đi, mà là nhìn chằm chằm Hứa Thất An, ngươi có quyền lực lựa chọn, theo hắn hay là theo ta. Quyền lực giữa hai người chúng ta chênh lệch không lớn, nhưng hắn người này chỉ biết lý lẽ, không biết biến báo. Đồng La theo hắn cuộc sống bình thường, mà Đồng La theo ta, nhiều nhất 3 năm có thể ở nội thành mua một tiểu viện coi như không tệ. Công tác 3 năm, một căn nhà ở thủ đô. Thật đúng là dụ hoặc làm người ta khó có thể kháng cự. Hứa Thất An uyển chuyển từ chối Tôn Ngân La mời chào, nói, lúc trước vụ án bạc thuế, Lý đại nhân cho ta cơ hội lấy công chuộc tội, phần ân tình này ta vẫn nhớ kỹ, ta muốn làm việc ở dưới trướng hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 086, kiểm tra tư chất. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, hắn không muốn vi phạm bản tâm, làm quá nhiều hoạt động kiếm thêm. Tôn Ngân La khẽ gật đầu, khen ngợi, biết ân báo đáp là chuyện tốt. Hắn không chút nào lưu luyến đi ra ngoài. Chờ cửa đóng lại, Lý Ngọc Xuân chỉ ghế dựa đối diện, ôn hòa cười nói, ngồi, tự giới thiệu một lần, bản quan Lý Ngọc Xuân, về sau là đầu nhi của ngươi. Ngươi có thể trực tiếp xưng hô như vậy. Nếu cảm thấy không quen, gọi Lý đại nhân cũng được. Gọi ngươi Xuân ca được không? Hứa Thất An vào ngồi, hơi câu nệ hô tiếng Lý đại nhân. Làm việc dưới trướng ta, phải không thẹn với lòng, điểm ấy ngươi nhớ lấy. Lý Ngọc Xuân sau khi nói một câu, bắt đầu giới thiệu tổ chức đả canh nhân. Ở trong đả canh nhân, tầng dưới chót nhất là bạch dịch, không có biên chế, làm là việc vặt. Tiếp theo là Đồng La, là đả canh nhân đúng tiêu chuẩn, ít nhất là luyện khí cảnh, lương tháng 5 lượng bạc 2 thạch gạo. Hướng lên trên chính là Ngân La, hưởng đãi ngộ bách hộ. Trên Ngân La là Kim La, là chức vị cao tầng nhất. Kinh thành Đại Phụng chỉ có 10 vị Kim La, trực tiếp nghe lệnh Ngụy Công. Hứa Thất An gật gật đầu, những thưởng thức này hắn là biết, Ngụy Uyên kia là thủ lĩnh tổ chức đả canh nhân. Chức trách của đả canh nhân, giám sát bách quan, thủ hộ kinh thành. Nghiệp vụ cụ thể, ngươi sau này chậm rãi quen thuộc. Lý Ngọc Xuân đánh giá Hứa Thất An, ngươi bây giờ là luyện tinh cảnh đỉnh phong, ta có hai đề nghị, một, chậm rãi tích lũy công huân, chờ cơ hội. Hai, trả 400 lượng bạc, ta giúp ngươi mở thiên môn. Hứa Thất An không chút do dự, ta chọn cái thứ hai. Lý Ngọc Xuân nheo mắt, rất giàu có đấy. Thải vi cô nương của Ti Thiên Giám cho ta mượn. Hứa Thất An mặt không đỏ tim không đập nhanh đẩy tiếng xấu cho người đẹp mắt to. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, ta an bài ngươi sửa đổi hộ tịch, xử lý thủ tục tương quan trước. Hắn nói xong liền ra ngoài, qua một lúc,
dẫn thanh niên nheo mắt cùng thanh niên nghiêm túc tiến vào. Tống Đình Phong. Nam nhân cười lên liền nheo mắt tự giới thiệu, đánh giá cao thấp Hứa Thất An, ngươi được đấy, tiến vào một chuyến, thành đồng nghiệp rồi. Chu Quảng Hiếu. Thanh niên nghiêm túc nói xong, liền không nói gì nữa. Hứa Thất An theo hai người đi xử lý thủ tục nhập chức. Trên đường, Tống Đình Phong giọng điệu tùy ý nói chuyện phiếm. Theo Lý Đầu Nhi làm việc, trên tổng thể tương đối thoải mái, không nhiều chuyện lục đục đầu đá nhau. Chỗ xấu chính là lúc kiếm tiền phải cẩn thận, tham nhỏ không sao cả, đừng quá phận. Vậy ngươi có thể mang 30 lượng bạc trả ta không? Hứa Thất An chân thành nhìn chằm chằm hắn. Tống Đình Phong đáp bằng ánh mắt càng chân thành hơn, ta từng thu tiền của ngươi khi nào? Tiện nhân. Hứa Thất An nhếch miệng cười, ồ, là ta nhớ lầm. Đúng rồi, chúng ta đêm nay chuẩn bị đi giáo phường ti, cùng nhau không? Tống Đình Phong phát đến lời mời, ta ghét nhất loại kết giao quan trường thối nát này. Hứa Thất An giãn mặt cười, được. Sau khi xử lý xong thủ tục, Tống Đình Phong mang theo hắn hướng sâu bên trong nha môn đi đến, vừa đi vừa giải thích, sau khi nhập chức đả canh nhân, còn có một lưu trình, kiểm tra tư chất. Kiểm tra tư chất. Hứa Thất An tưởng tượng hình ảnh đặt tay trên đá thủy tinh, kiểm tra đẳng cấp đấu khí. Là quy củ ngụy công đặt ra, thiết lập lưu trình. Tống Đình Phong nói, phân biệt là trí, lực cùng với vấn tâm. Nói xong, bọn họ tới trước một tòa lầu các, bước qua bậc cửa cao cao, tiến vào sảnh lớn lầu một, trên cột chịu lực treo hai câu thơ, nguyện dĩ thâm tâm phụng sát trần. Bất vi tự thân cầu lợi ích. Đây là ngụy công viết, dùng để cảnh tỉnh, báo cho chúng ta. Tống Đình Phong nói, rất hiển nhiên, cái này cũng không có tác dụng gì. Hứa Thất An liếc hắn một cái, lời lẽ có sự ám chỉ. Tống Đình Phong làm bộ nghe không hiểu, mang theo hắn đi vào trong, ngươi bây giờ là luyện tinh cảnh, chiến lực không cần kiểm tra nữa. Kiểm tra trí lực trước, hắn gọi nhân viên trong lầu các tới, dặn dò. Một lát sau, hai nhân viên tiến vào, trong tay đều bưng một cái hộp gấm. Tống Đình Phong cười nói, hộp gấm trong tay hai người bọn họ, một cái bên trong là rỗng, một cái bên trong có đồ. Ngươi có thể chọn lựa một người trong đó dò hỏi, nhưng chỉ có thể hỏi một vấn đề. Mà trong bọn họ, có một người chỉ nói láo, một người chỉ nói thật. Tống Đình Phong hắc một tiếng, ngươi có một nén nhang thời gian đi tự hỏi, ta không thể cho ngươi bất cứ sự nhắc nhở nào. Chu Quảng Hiếu lời ít mà ý nhiều nhắc nhở, vấn đề này rất khó, ngươi nghĩ kỹ. Tống Đình Phong gật gật đầu, tuy ngụy công nói đây chỉ là trò chơi nhỏ, nhưng người có thể đoán đúng rất ít. Ta tuy về sau hiểu được, nhưng đã qua thời gian một nén nhang. Nghe nói chỉ có các kim la đại nhân mới có thể ở trong vòng 20 hơi thở hiểu được đề này. Nhân viên đốt một nén hương, bày ở bên cạnh. Loại đề logic đơn giản này, ta kiếp trước không biết từng chơi bao nhiêu. Hứa Thất An quay đầu hỏi nhân viên bên trái, nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ nói cho ta biết cái gì? Nhân viên đó có chút ngẩn ra, tựa như không ngờ Hứa Thất An sẽ hỏi vấn đề như vậy, tự hỏi một hồi lâu, trầm mặc nói, không có gì. Hứa Thất An gật gật đầu, đưa tay đặt ở hộp gấm trong tay nha dịch bên phải, đồ ở trong cái hộp gấm này. Tống Đình Phong há miệng, sắc mặt cứng ngắc nhìn về phía đồng bạn mặt đơ, bao lâu. Giọng điệu Chu Quảng Hiếu có chút buồn bực, không tính thời gian nhân viên ngây người, 12 hơi thở. Không khí lặng lẽ một giây, Tống Đình Phong chắp tay, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi có thể phá vụ án bạc thuế, không phải mèo mù vớ chuột chết. Hắn là biết Hứa Thất An nhân vật này, Lý Ngọc Xuân là một trong các vị quan chủ thẩm vụ án bạc thuế. Lúc ấy Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu ở bên ngoài mệt chết mệt sống truy tung yêu vật không tồn tại. Sau khi phá vụ án bạc thuế, làm người tham dự vụ án, hắn tự nhiên biết Hứa Thất An tồn tại. Vấn tâm quan ở trên lầu, ngươi từ nơi này lên lầu, đi mãi đến tầng đỉnh là được. Tống Đình Phong mang hắn đưa tới đầu cầu thang, chỉ trên lầu. Một cửa này không có yêu cầu, nhưng ngươi phải nhớ, tùy tâm mà đi, nếu quá mức làm ra vẻ, cho điểm sẽ giảm xuống. Cho điểm có ích gì? Hứa Thất An hỏi lại. Ngươi cho kiểm tra tư chất là vì cái gì? Cho điểm 4 hạng, giáp ất bính đinh, tư chất càng tốt, tự nhiên càng dễ dàng được bồi dưỡng. Tống Đình Phong nâng cằm lên, ta là ất. Chu Quảng Hiếu trầm trầm nói, ta là bính, ta là đại tráng đinh. Hứa Thất An yên lặng chơi chen, một mình lên lầu, lúc tới lầu 2,
Hắn thấy trên cột sơn đỏ đối diện cầu thang treo một tấm gương đồng phong cách cổ xưa. Trong gương chiếu rọi ra bóng người hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 087 Hứa Thất An. Hứa Thất An không biết sao tim đập nhanh một chút, cơ bắp cả người không chịu khống chế căng lên, tiếp đó chậm rãi thả lỏng. Tạp niệm trong lòng lắng đọng lại, tâm cảnh bình thản, buông xuống toàn bộ công danh lợi lộc cùng với ham muốn riêng. Cái gương này có vấn đề, ý nghĩ này vừa lóe lên, liền lắng đọng lại đáy lòng, không đi để ý, cố tiến vào thời gian hiền giả. Suy nghĩ này cũng theo đó lắng đọng lại, hắn bước chân thoải mái rẽ qua góc, tới đại sảnh lầu 2, nơi này thờ phụng một vị Phật Đà, thân thể to béo, bảo tướng trang nghiêm. Trên bàn thờ bày cống phẩm, hương khói lượn lờ. Một nhân viên đứng trước Phật, nhìn hắn. Hứa Thất An sắc mặt bình tĩnh quan sát tượng Phật vài lần, liền không nhìn nữa, hướng tới cầu thang tầng thứ 3 đi đến. Nhân viên nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi, cúi đầu viết trên giấy, như đang đánh giá. Tầng thứ 3 cung phụng là đạo tôn, thân mặc đạo bào, cầm kiếm gỗ, chân đạp mây lành. Trước pháp tướng cũng có một vị nhân viên, lẳng lặng nhìn Hứa Thất An đến. Chờ sau khi Hứa Thất An tùy ý đánh giá vài lần liền xoay người rời đi, nhân viên cũng nâng bút, trên trang giấy trải trên bàn viết đánh giá. Tầng thứ 4 cung phụng là thánh nhân, nho gia, mặc nho sam, đội nho quan, nhìn ra phương xa. Trước bức tượng thánh nhân vẫn có nhân viên đứng, lẳng lặng nhìn Hứa Thất An. Bức tượng thánh nhân này cùng thư viện Vân Lộc không có khác biệt. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái vậy, không chút nào lưu luyến bỏ đi. Hắn đi tới tầng cao nhất, tầng thứ 5. Tầng thứ 5 cung phụng là một vị nam tử mặc áo bào vàng, hắn đồ sộ mà đứng, hai tay chống một thanh kiếm, mày kiếm mắt sáng, khí thế nghiêm nghị. Hứa Thất An không nhận ra vị này, nhưng một thân long bào màu vàng tươi này đã nói lên tất cả. Vị quân vương nào đó, hoặc là khai quốc đại đế của vương triều Đại Phụng. Đi đến nơi đây, hắn bỗng hiểu rõ hàm nghĩa thật sự của vấn tâm quan, kiểm tra tư chất chỉ là một bộ phận, hàm nghĩa thật sự là kiểm tra đạo đức phẩm chất một người. Tác dụng của tấm gương kia là khiến người ta không thể làm ra hành động trái với tâm ý, cố ý dâng hương lễ bái. Không ổn, ta không lễ Phật, chưa bái đạo tôn, chưa bái thánh nhân, cái này nói lên ta là người không kính thần không lễ Phật khinh thường tứ thư ngũ kinh. Những cái này đều không quan hệ, nhưng tầng thứ 5 vị này ta nhất định phải bái. Không bái ta liền xong đời. Một người vô quân vô phụ không nhìn thần Phật là không được phép ở thời đại này. Đả Canh Nhân là tổ chức thế nào? Là cơ cấu gián điệp, hộ vệ lệ thuộc Hoàng đế. Nó có thể bất kính tam giáo, nhưng không thể không chung với Hoàng đế. Cho nên vấn tâm quan là một lần sàng chọn đạo đức phẩm chất. Hứa Thất An không thể nghi ngờ là không hợp cách, hắn một hơi lên 5 tầng, chưa bái một ai. Ta người như thế, sẽ bị đá khỏi nha môn Đả Canh Nhân nhỉ? Cái này mà thôi, mấu chốt là Đả Canh Nhân biết tội trạng ta hãm hại Chu Lập, ai biết sẽ bởi vậy lật lại chuyện cũ hay không. Những suy nghĩ này lần lượt cái hiện lên, tiếp đó lắng đọng lại, tự động lướt qua. Hứa Thất An lo lắng đối kháng hình, tức hiền giả, bắt buộc mình đi lễ bái quân vương, hai luồng ý thức điên cuồng đối kháng, thân hình cứng ngắc, cơ bắp co rút phát run. Quan viên đứng chờ ở trước tượng quân vương, quan sát Hứa Thất An một lát, lướt qua hắn đi xuống lầu. Vài phút sau, nhân viên quay về, Hứa Thất An còn đứng ở tại chỗ, cả người cứng ngắc run rẩy như là tay chân chuột rút. Vị nhân viên kia như là đánh giá động vật quý hiếm đánh giá Hứa Thất An, thấp giọng nói, ta đã trao đổi đánh giá với đồng nghiệp dưới lầu. Nhân viên tiếp tục nói, Ngụy Công lúc thiết lập vấn tâm quan, từng có một cái dặn dò, nếu có người liên tục 5 tầng không khấu không bái, vậy nhất định là hạng tội ác tày trời. Ca, cho một lần cơ hội nữa. Trong lòng Hứa Thất An lo lắng vạn phần. Vì thế Ngụy Công lại cho một cơ hội, một mình thiết lập cửa ải thứ 6, chỉ là một cửa đó chưa từng có ai đi qua. Nhân viên thần kỳ đánh giá Hứa Thất An, ngươi là cướp bọ cạp, là kẻ duy nhất. Ngươi thả lỏng thân thể, đừng chuột rút nữa, hắn nói. Hứa Thất An không đối kháng với hình thức hiền giả trong lòng nữa, điều chỉnh hơi thở, thành công để cơ bắp không run rẩy nữa. Lúc này mới phát hiện lưng đã ướt đẫm. Hắn đi theo nhân viên vòng qua pho tượng quân vương,
đi khu vực sâu hơn nữa. Trong cửa sổ trạm rỗng chiếu ra ánh mặt trời loang lổ, lẻ tẻ rời rạc chiếu sáng lên bệ gỗ trong phòng. Trên bệ gỗ có khắc một hàng thơ: Sát tẫn địch tù bách vạn binh, yêu gian bảo kiếm huyết do tình. Quy lai thủ chỉ hoàng kim giản, mãn chiêu văn vũ vị cảm ngôn. Bài thơ nhỏ viết còn rất khí phách, cho ta xem thơ là có ý tứ gì. Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn nhân viên im lặng không nói, vốn muốn nhét chút ngân phiếu từ chỗ hắn lấy tin tức. Nghĩ lại chút, vẻn vẹn một tên nhân viên, hiểu tâm ý vị hoạn quan quyền bính ngập trời kia. Không có khả năng nhỉ, đừng dẫn bản thân lệch đường, ngược lại chỉ còn đường chết. Đấu thơ, không có, khả năng, chủ đề hiển nhiên không phải so đấu tài thơ. Cửa ải vấn tâm có liên quan với tư tưởng phẩm đức, từ phương diện này bắt tay vào làm. Nếu là khảo nghiệm tư tưởng phẩm đức, vậy Ngụy Uyên đặt bài thơ này ở đây làm gì? Hứa Thất An gạt đi tạp niệm, tích cực thúc đẩy đầu óc. Cửa ải thứ 6 chính là an bài cho ta loại người chủ nghĩa duy vật vô quân vô sư, không kính thần không lễ Phật này, tương đương với là một cơ hội cuối cùng. Vậy tự nhiên là muốn từ chỗ ta đào móc ra một ít tư tưởng phẩm đức quý giá. Nếu ta không có, vậy nhất định phải chết. Tư tưởng phẩm đức quý giá. Đột nhiên, Hứa Thất An nghĩ tới bộ câu đối kia trong đại sảnh lầu 1, nguyện dĩ thâm tâm phụng trần sát, bất vi tự thân cầu lợi ích. Mà chức trách đả canh nhân là giám sát bách quan. Bài thơ này của Ngụy Uyên cũng có ý tứ tận trung báo quốc, uy áp bách quan. Nghĩ đến đây, hắn trở nên thông thấu, đã hiểu ý tứ vị đại hoạn quan kia. Bài thơ này đặt ở đây không phải vì đấu thơ, mà là cộng tình. Nếu kẻ tội ác tày trời vô quân vô sư kia thật sự bản tính ác liệt, ở trong cửa ải vấn tâm, hắn là không thể đối kháng bản tâm của mình, mạnh mẽ viết ra thơ cộng tình. Trái lại, nói rõ hắn còn có phẩm đức quý giá trong người, Ngụy Uyên nguyện ý cho một lần cơ hội. Hứa Thất An như thở dài phun ra một hơi, vươn tay, bút mực hầu hạ. Nhân viên đưa bút lông, ở trên đài gỗ trải giấy tuyên thành. Hứa Thất An bút lơ lửng trên giấy, nhắm hai mắt lại. Ta tuy trong lòng không có vua, cũng không thèm kính thần lễ Phật, là người chủ nghĩa duy vật. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 088, các hệ thống tu hành lớn 1. Nhưng ta không phải kẻ tội ác tày trời, lòng ta có chính nghĩa, dưới chân có nguyên tắc. Ta chưa bao giờ bắt chẹt dân chúng, chưa bao giờ dựa vào thân phận tiểu, lại vơ vét tiền tài, cho dù đây là điều bình thường của xã hội. Cho dù ta từng liều mạng muốn kiếm tiền, ngươi muốn cộng tình, ta liền làm một bài thơ như ngươi mong muốn. Hứa Thất An viết, không có bất cứ chướng ngại tâm lý nào, lấy nét chữ xấu xí viết xuống, nhĩ thực nhĩ lộc, dân chi dân cao. Hạ dân dịch ngược, thượng thiên nan khi, nghĩa là, ngươi ăn lộc ngươi, mồ hôi nước mắt nhân dân. Hạ dân dễ bắt nạt, ông trời khó ức hiếp. Nhân viên vẻ mặt hoảng hốt nhìn bốn câu trên trang giấy. Hắn thu giấy tuyên thành, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Thất An một lát, nói, cửa ải vấn tâm đã chấm dứt, đại nhân tự tiện, chỉ là trước khi kết quả ra, đừng rời khỏi nha môn. Tư chất mỗi một vị đả canh nhân đều cần ngụy công tự mình quyết định, tiểu nhân giờ đưa cho ngụy công. Hắn hầu như là lấy phương thức chạy rời khỏi tầng lầu, trong cầu thang truyền đến tiếng bước chân bịch bịch bịch, nhanh chóng đi xa. Hứa Thất An cảm giác mình như hư thoát, vịn vào bệ gỗ thở dốc một lát, cũng xuống lầu theo. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu ở lầu 1 chờ hắn vị đồng nghiệp này, thấy Hứa Thất An xuống lầu, cười vẫy vẫy tay, quỳ mấy lần. Bộ dáng hắn cười tủm tỉm, như là con hồ ly. Nhân viên xuống lầu chưa nói cho hắn quá trình cùng kết quả. Hứa Thất An há miệng, cuối cùng lựa chọn im lặng. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Chu Quảng Hiếu, hai hàng lông mi khẽ nhíu lại, sắc mặt ngươi nhìn qua không tốt lắm. Đâu chỉ không tốt lắm, ta cảm giác mình ở bờ vực sinh tử bồi hồi hai lần, so với xe qua núi còn kích thích hơn. Hứa Thất An tâm mệt lắc đầu, nói, ta muốn tìm một chỗ ngồi uống trà, nghỉ ngơi một chút. Tống Đình Phong cười tủm tỉm nhướng nhướng mày, lại mời cho ngươi nữ tử câu lan, đấm vai bóp chân. Ngươi tựa như ở gầm cầu vượt tấu hài. Hứa Thất An cười gật đầu, đi giáo phường ti mời phù hương hoa khôi. Tống Đình Phong sửng sốt, cười ha ha, giấc mơ này,
ta lúc trẻ tuổi cũng từng có. Kiến trúc cao nhất nha môn Đả Canh Nhân là Hạo Khí Lâu của Trung Đình. Đỉnh nhọn, tầng tầng mái cong, bốn phía như một. Bốn tầng dưới bên ngoài có hành lang gấp khúc, 5-6 tầng hành lang gấp khúc có thể làm phòng quan sát nơi xa, quan sát toàn bộ nha môn Đả Canh Nhân. Vị đại hoạn quan bị người giang hồ gọi là Ngụy Áo Xanh kia ở ngay trong lầu. Phòng trà lầu 7, trên giường mền, nam nhân mặc áo xanh tựa nửa người, trong tay cầm một quyển sách. Quần áo màu thiên thanh thêu hoa văn đám mây phức tạp, chế tác tinh tế có sự nghiên cứu, mái tóc đen dùng châm ngọc cột lại. Thái dương bạc trắng, gương mặt trắng nõn không râu, hai mắt thâm trầm, bên trong chứa tang thương năm tháng tạo ra. Ngụy Uyên là nam nhân khí chất cùng bên ngoài đều đủ, nho nhã tuấn tú, thâm trầm nội liễm. Trong phòng trà còn có hai người, cùng Ngụy Uyên uống trà đọc sách, là nam nhân nghiêm trang nghiêm túc, ngũ quan cứng ngắc như điêu khắc, không thấy chút cảm xúc. Một người khác khí chất âm nhu, dung mạo tuấn mỹ, mắt xếch, lông mày lá liễu, môi mỏng mà đỏ, nhìn qua khiến người ta hoài nghi là nữ giả nam. Vị nam tử khí chất âm nhu kia đứng ở đình nhìn xa, tắm rửa ánh mặt trời ấm áp, một tay đặt ở trên chuôi đao đeo bên hông, nói: "Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, ở chỗ này ngắm phong cảnh không phải so với tránh ở trong phòng đọc sách càng thú vị hơn." Ngụy Uyên buông quyển sách trong tay xuống, cười nói: "Sách có thể đọc càng ngày càng ít. Ta gần đây nghe nói Ti Thiên Giám có thêm một quyển sách bìa lam, bên trên ghi lại bản chất thiên địa vạn vật, rất tò mò." Dương Nghiễn: "Qua 10 ngày nữa chính là ngày bệ hạ tế tổ, thông báo xuống, gia tăng nội thành tuần tra, giảm bớt nội thành thông thương." Nam nhân khuôn mặt cứng ngắc ừ một tiếng. Nam tử khí chất âm nhu phun ra một hơi: "Nghĩa phụ, người thực không tính tranh vị trí hộ bộ thị lang, xếp vào người của mình. Đây là nhượng bộ cần thiết." Ngụy Áo Xanh nói một câu, ánh mắt nhìn phía cửa phòng trà, một vị nhân viên áo lam cúi đầu tiến vào. "Ngụy công, đây là kết quả kiểm tra tư chất đồng la mới, cùng hộ tịch, mời ngài bình phán." Lại viên đưa lên một chồng văn thư. Ngụy Uyên mở ra hộ tịch nhìn thoáng qua, đồng la mới tên là Hứa Thất An, vốn là khoái thủ của khoái ban huyện Trường Nhạc. Phụ thân cùng thúc thúc đều là xuất thân quân ngũ. Những tư liệu này đã quan trọng, lại không quan trọng. Quan trọng là vì thân phận đặc thù của Đả Canh Nhân, phải là tổ tiên tính tới ba đời sạch sẽ. Hứa Thất An là nhân sĩ kinh thành Đại Phụng, sinh trưởng ở địa phương. Cho nên thân phận Hứa Thất An là đủ tư cách. Ý tứ của không quan trọng là mỗi Đả Canh Nhân đều là thân phận trong sạch kiểu này. Phía dưới hộ tịch đè kết quả khảo hạch trí lực, Ngụy Uyên nhìn thoáng qua, khóe miệng phác họa nụ cười: "Thiến Nhu, lúc trước ngươi đáp đề, dùng mấy hơi thở?" Nam tử khí chất âm nhu, xinh đẹp như hoa nghe vậy, cằm hơi nâng lên: "15 hơi thở, Dương Nghiễn là 19 hơi thở. Vị đồng la mới này là 12 hơi thở, 12 hơi thở." Nam tử khí chất âm nhu nhíu mày, ngạo nghễ bình luận: "Cũng không tệ." Trên mặt nam nhân khuôn mặt cứng ngắc không thấy cảm xúc, nói: "Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khám phá vụ án bạc thuế, phần tài trí này, không kỳ quái." Ngụy Uyên cười, ánh mắt nhìn chằm chằm ghi chú sau đó, bổ sung nói: "Lại viên bưng hộp ngẩn ra khoảng 5 hơi thở." "Không có khả năng." Nam tử khí chất âm nhu bỗng nhiên quay người, đi vào phòng trà. Dương Nghiễn nhíu nhíu mày, nói cách khác, thời gian tự hỏi chỉ có 7 hơi thở, tư duy sâu sắc cỡ nào. Dương Nghiễn đứng dậy, ôm quyền nói: "Nghĩa phụ, người này cho con đi." "Là ở danh nghĩa ngươi, hắn theo ngân là Lý Ngọc Xuân." Ngụy Uyên buông chén trà, nhìn về phía nam tử khí chất âm nhu: "Các ngươi từng gặp hắn, ngày đó ở Ti Thiên Giám." "Ti Thiên Giám?" Nam tử khí chất âm nhu trầm ngâm vài giây, cười khẩy nói: "Hắn à, tiểu tử ăn nói ngông cuồng." Dương Nghiễn vừa nghe vị đồng la mới này làm việc ở dưới trướng Lý Ngọc Xuân, hài lòng gật gật đầu. Mỗi vị kim la đều quản 7 vị ngân la, Lý Ngọc Xuân chính là người dưới trướng hắn. "Nghĩa phụ, chiến lực như thế nào?" Dương Nghiễn hỏi. "Luyện tinh đỉnh phong, không cần thiết kiểm tra." Ngụy Uyên cười nói: "Người này là trưởng công chúa đề cử, ta thấy hắn tâm tư hoạt bát, là người có thể làm việc, liền đặc thù hắn gia nhập Đả Canh Nhân." "Trưởng công chúa?" Dương Nghiễn cùng nam tử khí chất âm nhu nhìn nhau, tin tức này Ngụy Uyên cũng chưa nói cho bọn họ. Ngụy Uyên tiếp tục xem kết quả khảo hạch cửa ải vấn tâm, dần dần
Vẻ mặt ôn hòa của hắn biến thành nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy biến thành sắc bén. Dương Nghiễn thẳng sống lưng, nhìn về phía trang giấy. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 089, các hệ thống tu hành lớn 2. Nam tử khí chất âm nhu thì tùy tiện đi đến bên người ngụy áo xanh, thò đầu nhìn qua, nhất thời nở nụ cười, thế mà lại là tiểu tử còn cuồng hơn so với con. Nghĩa phụ, xử trí như thế nào? Trong nụ cười mang theo vui sướng khi người gặp họa. Ngụy Uyên rút ra tờ giấy dưới cùng đó, trang giấy viết chữ xấu xí, ngươi ăn lộc ngươi, mồ hôi nước mắt nhân dân. Hạ dân dễ bắt nạt, ông trời khó ức hiếp. Con ngươi ngụy áo xanh phút chốc đọng lại, nhìn chằm chằm hai đoạn lời, thật lâu chưa mở miệng nói chuyện. Hạ dân dễ bắt nạt, ông trời khó ức hiếp. Dương Nghiễn lặp lại câu này. Nam tử khí chất âm nhu ánh mắt khẽ lóe lên, từ trong kinh ngạc ngắn ngủi khôi phục, sức chú ý cùng Dương Nghiễn mặt đơ vừa lúc trái ngược, ngươi ăn lộc ngươi, mồ hôi nước mắt nhân dân. Hắc, cho nên khoái thủ nho nhỏ này cảm thấy mình ăn là mồ hôi nước mắt dân chúng, mà không phải nhà đế vương. Dương Nghiễn nghĩ nghĩ, hỏi, nghĩa phụ cảm thấy thế nào? Ngụy Uyên hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Nghiễn châm trước nói, ăn lộc vua, sẻ chia lo lắng cho vua. Ngụ ý, đó là không tán đồng câu nói kia. Ngụy Uyên gật gật đầu, chờ tương lai có một ngày, tiểu đồng la kia lên tới Kim La, tự ngươi đi biện luận cùng hắn đi. Nam tử âm nhu đuôi nhướng lông mày lên, nghĩa phụ cảm thấy, tiểu tử đó tương lai có thể trở thành Kim La. Chỉ cần hắn là võ phu, vậy thì không có vấn đề. Ngụy Uyên cười ôn hòa, tam giáo đều có quy củ, thuật sĩ chịu khí vận nhân gian liên lụy, vu cổ cũng thế, đương thời, chỉ có võ phu thuần túy nhất. Ta tuy chán ghét võ giả lấy sức mạnh vi phạm lệnh cấm, lại không thừa nhận cũng không được, càng là võ giả kiệt ngạo, càng có thể dũng mãnh tinh tiến. Trong lòng không kính gì, không sợ gì, mới dám điên đảo càn khôn. Nói tới đây, Ngụy Uyên từ dưới bàn lấy ra một khối nghiên mực mới, đổ vào chu sa cùng nước sạch, mài thành mực đỏ, bút lông chấm chấm. Ở trên hộ tịch viết hai chữ giáp thượng, kiệt ngạo bất tuân là võ phu, lòng mang thiên hạ vì hiệp. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Giáp thượng, Đả Canh Nhân thành lập tới nay, người được đánh giá vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Căn phòng bí mật nào đó, Lý Ngọc Xuân chỉ vào thùng gỗ, nói, cởi sạch quần áo, ngồi vào đi, rốt cuộc sắp bước vào luyện khí cảnh. Hứa Thất An kiềm chế kích động trong lòng, liếc cái thùng tắm mùi gai mũi, đựng chất lỏng màu xanh lục của mực. Thứ này gọi là tẩy tủy dịch, chỉ một thùng này, sấp xỉ cần 150 lượng bạc. Nhanh chóng cởi quần áo, quần, giày, chân chuồng ngồi vào thùng tắm. Lý Ngọc Xuân nói, ngươi chưa phá thân chứ? Hứa Thất An gật gật đầu, nhị thúc ta là bách hộ ngự đao vệ, từng nói với ta, trước luyện khí cảnh, không thể phá thân. Hắn thoải mái tựa vào trong thùng tắm, hỏi, đầu nhi, ngươi là luyện thần cảnh. Lý Ngọc Xuân ừm một tiếng, vậy sau luyện thần cảnh là đồng bì thiết cốt đúng không? Ý, Ngọc Xuân lại ừm một tiếng. Hứa Thất An liền cười nói, tên không dễ nghe, vì sao không gọi là kim cương cảnh? Đồng bì thiết cốt cấp thấp quá, sẽ thể hiện võ giả chúng ta đều là chân đất không có văn hóa. Phật môn tam phẩm gọi là kim cương. Lý Ngọc Xuân đưa ra giải thích, thì ra là thế. Hứa Thất An gật gật đầu, dốc lòng thỉnh giáo, đầu nhi, các hệ thống tu hành trong thiên hạ, cái nào mạnh nhất? Lý Ngọc Xuân không chút do dự trả lời, đạo môn nói, bọn họ mạnh nhất. Vậy hệ thống khác thì sao? Hệ thống khác đều cho rằng mình là mạnh nhất. Ồ, đã hiểu. Nhưng toàn bộ hệ thống trong thiên hạ đều có một nhận thức chung, chính là võ giả thô bỉ nhất, không lên được mặt bàn nhất. Cái này ta thật ra biết một chút, bởi vì võ phu chỉ có quái lực, nhưng không có thần dị, vẫn là không đủ loè loẹt. Cái này chỉ là mặt ngoài, bên trong còn có bí mật lớn hơn nữa, đề cập đến mức trần của hệ thống tu hành. Hứa Thất An thẳng sống lưng, thử nói, đầu nhi, có thể nói cho ta biết không? Lý Ngọc Xuân ngồi chễm chệ ở trên ghế cạnh thùng tắm, gật đầu, những tri thức này ngươi rảnh có thể tự mình đi tàng thư các xem. Nhưng, dù sao ta phải ở đây trông ngươi, liền nói với ngươi chút. Ở trong nhận thức của ngươi, nhất phẩm có phải cực hạn của hệ thống hay không?
Hứa Thất An gật gật đầu. Phẩm cấp của các hệ thống tu hành lớn vốn là mơ hồ, không có tiêu chuẩn rõ ràng như vậy. Thẳng đến thánh nhân lúc tuổi già, mang hệ thống tu hành trong thiên hạ phân chia là cửu phẩm, sau đó vẫn tiếp tục sử dụng đến nay. Nhưng, thánh nhân cũng chưa mang chính hắn đưa vào trong phẩm cấp. Đây là vì sao? Hứa Thất An hỏi. Ngươi nghe ta nói xong trước đã. Lý Ngọc Xuân nói tiếp, trừ thánh nhân, còn có bốn vị ở ngoài phẩm cấp, phân biệt là cổ thần, vu thần, đạo tôn, Phật Đà. Bọn họ được coi là vạn kiếp bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Lần này Hứa Thất An đã hiểu, thần Phật không ở trong phẩm cấp. Không đúng, trên đời này thật có thần tiên. Lý Ngọc Xuân lắc đầu, không rõ. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, đưa ra phán đoán, ta nghe nói thánh nhân chỉ sống 82, dựa theo cách nói của đầu nhi, hắn nên là trường sinh bất tử mới đúng. Cho nên, trong đó có thành phần khuếch đại. Vấn đề này Lý Ngọc Xuân không thể trả lời, bởi vì không có đáp án. Từ xưa đến nay, truyền thuyết tiên nhân truyền lưu sâu xa, trường sinh bất tử càng là tâm nguyện suốt đời của mỗi một vị quân vương. Nhưng ai dám nói mình từng gặp tiên nhân? Hệ thống khác đều có tồn tại vượt qua phẩm cấp, nhưng võ phu chưa có. Nhất phẩm võ phu chính là cao nhất đương thời. Lý Ngọc Xuân mang đề tài dẫn trở về. Cho nên mọi người đều cảm thấy võ phu là hệ thống thô bỉ. Hứa Thất An bỗng chú ý tới một vấn đề, không đúng, thuật sĩ Ti Thiên Giám cũng không có. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, nhưng không thể phủ nhận, thuật sĩ là cống hiến lớn nhất trong toàn bộ hệ thống. Điểm tri thức này Hứa Thất An biết, thuật sĩ cửu phẩm là y giả, diệu thủ hồi xuân, cứu tử phù thương. Thuật sĩ thất phẩm là phong thủy sư, phong thủy địa hình, chọn đất làm mộ cho dân chúng cùng vương công quý tộc, bố trí nhà cửa làm ra cống hiến trác tuyệt. Thuật sĩ lục phẩm luyện kim thuật sư, thúc đẩy xã hội phát triển thật lớn, thỏa mãn nhu cầu vật chất của dân chúng, làm ra cống hiến thật lớn đối với công nghiệp cùng với thủ công nghiệp thời đại này. Bạn học Tống Khanh là nhân tài kiệt xuất trong đó, hắn dốc hết tâm huyết vì sự nghiệp người thú. Hứa Thất An cảm thấy mình vẫn là xuyên Việt sớm, chậm thêm mấy chục năm, nói không chừng có thể viết một quyển chỉ nam đánh giá phong tục ích dị giới ngoài ra. Hứa Thất An còn biết thuật sĩ của Ti Thiên Giám phụ trách đổi mới, chế định lịch nông nghiệp. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 090, Tuyệt Thế Thiên, Tài. Đối với văn minh nông canh mà nói, lịch âm rất quan trọng, trực tiếp liên quan đến thu hoạch ruộng đất. So sánh với hệ thống khác, thuật sĩ quả thực là tấm gương vì nước vì dân, góp một viên gạch cho văn minh tiến bộ. Đầu nhi, ta đột nhiên bắt đầu đau rồi. Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Nước thuốc thấm vào lỗ chân lông như là những cây kim nhỏ bé dày đặc, khiến cả người hắn đều đang đau đớn. Đau là đúng, tẩy cân phạt tủy. Lý Ngọc Xuân nói, qua một nén nhang nữa, ngươi sẽ cảm giác mình đang bị thiên đao vạn quả, khi đó chính là thời điểm ta mở thiên môn cho ngươi. Ngươi có thể nói chuyện phân tán sắc chú ý. Hứa Thất An gật gật đầu, cho nên hoàng đế bệ hạ của chúng ta hai mươi mấy năm qua dốc lòng tu đạo là vì trường sinh bất tử. Đương kim thánh thượng phong một vị đạo cô tuyệt sắc làm quốc sư, dốc lòng cầu đạo hai mươi mấy năm là chuyện trên dưới cả nước đều biết. Thậm chí có văn nhân bất đắc chí viết chuyện tình yêu hoàng đế bệ hạ cùng đạo cô tuyệt sắc song tu. Kết cục đương nhiên là bị Hà Giải thần thú chế tài. Hà Giải là con cua, ở đây mang nghĩa chém đầu. Chẳng qua, võ phu tuy không có tồn tại vượt qua phẩm cấp, nhưng hẳn là có thể kéo dài tuổi thọ nhỉ. Dốc lòng tu võ thì tốt rồi, cần gì truy đuổi trường sinh hư vô mờ mịt. Đối với quan điểm của Hứa Thất An, Lý Ngọc Xuân hỏi ngược lại, ngươi luyện tinh dùng bao lâu? 17 năm. Hứa Thất An nói, hắn cả thảy kẹt ở luyện tinh đỉnh phong 2 năm. Chậm chút, con em thế gia có được tài nguyên đầy đủ, khoảng 16 tuổi có thể luyện tinh đỉnh phong, suy xét đến vấn đề thân thể phát triển, 15 tuổi là cực hạn. Lý Ngọc Xuân nói, nhưng, cho dù là đám con em thế gia đó, cũng không nhất định có thể thuận lợi bước vào luyện khí cảnh. Bởi vì trừ nghị lực mỗi ngày rèn luyện cơ thể, bày ở trước mặt bọn họ còn có sắc đẹp một cửa ải này. Càng là cuộc sống xa, hoa, càng dễ hãm ở trong sắc đẹp. Mà luyện tinh cảnh chỉ là khởi đầu của hệ thống võ phu, ngươi có thể tưởng tượng,
muốn đạt tới cảnh giới cao phẩm, kéo dài tuổi thọ, cái này khó bao nhiêu. Ta biết, ta biết. Phù Hương cô nương kia khẳng định sớm tối mắng ta một lần không bằng cầm thú. Ta đêm nay đã khiến nàng biết cái gì gọi là nhất điều tiên pháp. Hứa Thất An tràn đầy đồng cảm. Chủ nhân ban đầu thân thể là võ si, tính cách cũng quật cường, thích xúc vào sừng trâu, chính là người có loại tính cách này mới có thể ngày qua ngày rèn luyện thân thể, tạo ra cơ sở kiên cố cho con đường võ phu. Mà cho dù là như vậy, chủ nhân ban đầu của thân thể mỗi ngày còn phải kịch liệt đấu tranh với hai tay mình, không cho hai tay trái phải cơ hội làm màu. Đổi làm bản thân Hứa Thất An, hắn cũng không cam đoan mình có thể kiên trì nhiều năm như vậy, lại càng không cam đoan có thể thủ vững bản tâm ở trước mặt sắc đẹp. Dù sao nam nhân tuy lúc bình thường tự hỏi dùng là cái đầu bên trên, nhưng một số thời điểm nào đó, cái đầu phía dưới không có não kia mới là bản thể. Dần dần, hứng thú nói chuyện của Hứa Thất An càng lúc càng mờ nhạt, cho dù nói đều là tri thức tu hành hắn cảm thấy hứng thú. Lông mày của hắn càng nhíu càng sâu, đau đớn sắp vượt qua cực hạn nhẫn nại của hắn. Sắp xỉ được rồi, tác dụng của tắm thuốc là kích thích thân thể của ngươi, để khí cơ ngủ say thức tỉnh. Lý Ngọc Xuân đứng dậy, một tay đặt ở đỉnh đầu Hứa Thất An, trầm giọng nói, mở thiên môn là chuyện rất khó khăn, tư chất tốt. Ta chỉ cần vận chuyển khí cơ ở trong cơ thể ngươi đi ba chu thiên, ngươi có thể tự mình tìm ra khí cảm, từ đây trong ngoài giao cảm. Vậy tư chất kém thì sao? Hứa Thất An lo lắng hỏi. Tư chất càng kém, số lần khí cơ vận chuyển liền càng nhiều, mà cực hạn của người bình thường là 9 chu thiên. Nói cách khác, nếu chu thiên thứ 8 ngươi còn không thể tự tìm khí cảm, vậy ngươi liền không thích hợp con đường võ phu này. Lý Ngọc Xuân nhìn chằm chằm hắn, ta rất chờ mong tư chất của ngươi. Nói xong, hắn nhắm mắt, không nói chuyện nữa. Ngay sau đó, Hứa Thất An cảm giác một dòng nước ấm từ huyệt bách hội đỉnh đầu rót vào, trầm xuống đan điền, đi tứ chi bách hải. Thân thể tựa như lập tức ghi nhớ tuyến đường vận chuyển, sau khi đi xong một chu thiên, tự kích động khí cơ, thoát khỏi chạy cùng, tự mình bay riêng đi. Lý Ngọc Xuân mở mắt, ánh mắt hơi mờ mịt nhìn tiểu lão đệ trong thùng tắm. Hứa Thất An trả lại ánh mắt mờ mịt, hình như rất đơn giản. Lý Ngọc Xuân, tự ngươi vận chuyển vài chu thiên thử xem, ta xem tình huống. Lý Ngọc Xuân chỉ có thể nói như vậy. Ba chu thiên vận chuyển chấm dứt, Hứa Thất An mở mắt ra, hắn không có gương, cho nên nhìn không thấy biến hóa rất nhỏ bước vào luyện khí cảnh mang đến. Đầu tiên, hai mắt càng thêm sáng ngời có thần, như chứa ngôi sao. Chỉ riêng thay đổi trên mắt đã đủ để cho sức quyến rũ của hắn nâng cao một bước. Tiếp theo, khí chất thay đổi càng thêm dày nặng, nội liễm, uyên đình nhạc trì. Cuối cùng là làn da, nước thuốc ngâm làn da, kích thích lỗ chân lông, bài trừ tạp chất tiềm tàng ở trong lỗ chân lông, ví dụ như mụn đầu đen. Làn da đỏ bừng lộ ra một loại cảm giác mềm mại. Cảm giác lực lượng mới sinh trong thân thể đang chạy loạn khắp nơi, Hứa Thất An giãn ra tứ chi, nâng tay, cách không vỗ một chưởng vào trên cửa sổ. Cửa sổ ô vuông phành một tiếng vỡ ra, khí cơ phóng ra, đây là thần dị của luyện khí cảnh sơ kỳ. Nếu là vừa rồi tay cầm đao kiếm, Hứa Thất An có thể thúc giục đao khí hoặc kiếm khí. Đương nhiên, uy lực sẽ không quá lớn, dù sao hắn mới vừa vào luyện khí cảnh. Giống nhị thúc loại luyện khí cảnh đỉnh phong đó, có thể một đao bổ gãy tường. Cũng có thể cách không ngự vật. Tốt lắm. Lý Ngọc Xuân mặt không biểu cảm, khẽ gật đầu. Người tiếp tục vận chuyển chu thiên, vác chuyển là pháp môn tu luyện khí cơ cường đại, đồng thời cũng không thể lơi lỏng mài giũa đối với cơ thể. Nói xong, hắn rời khỏi căn phòng bí mật, trong nháy mắt đi ra cửa phòng, cả đầu óc Xuân ca là suy nghĩ không có khả năng. Lý Ngọc Xuân quay đầu nhìn cửa sổ vỡ ra, khóe miệng giật giật. Tuyệt thế thiên tài, dễ dàng để ta gặp phải như vậy. Đúng rồi, kiểm tra tư chất của hắn đã chấm dứt, ta đi hỏi Ngụy Công một chút, đánh giá bậc mấy. Nếu là ất, thiên tư dựa vào một chu thiên đã tự tìm khí cảm, đã có thể thêm đến ất thượng. Cứ như vậy, tài nguyên tương ứng sẽ tăng thêm. Nếu là ất thượng, không chừng có thể tấn thăng cấp giáp chính là tư chất kim la, hắn sẽ trở thành đối tượng đả canh nhân trọng điểm bồi dưỡng. Hắn chưa từng trải qua khảo hạch chiến lực, ất thượng là không có khả năng, ta nghĩ nhiều rồi.
Các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.